Hi, xin chào anh em, chào mừng em đã trở lại kênh của Sinh Mới Rưới Xe Cao Áp, quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì hôm nay thì mình có lên một bộ máy rưới xe siêu VIP luôn nha, siêu đẹp luôn. Con này là như mới luôn nha. Máy mới này thì hàng hóa về cũng rất là nhiều nên em làm hơi chậm trễ xíu nha. Đó, thì máy thì em đã test chạy ok rồi nha. Đó. Rồi giờ mình đi vào chi tiết cái bộ máy này nha anh em. Bộ máy này là siêu đẹp luôn nha anh em. Đó, đầu ý máy ý siêu đẹp luôn. Máy này thì con này là dòng đầu ý ti sứ 18 ly, áp lên 150-200 nha. Cái đầu nó còn nguyên riêng nguyên bản luôn nha. Cái đầu rất đẹp luôn nha anh em, thấy không? Cái đầu ý mà cái đầu đồng của nó là như mới luôn. Này là rất là ít xài luôn nha. Như mới luôn nha. Có cái đầu nữa nè. Đầu đồng. Con này là made in Italia nha, Italia. Đó. Dòng này dòng AR nha anh em, AR Anruvi. Con này tới sứ 18 ly. Đầu rất là đẹp luôn nha. Lâu lâu có cái còn như dòng những giống vậy nha anh em. Rất là đẹp. Thì con này đặc biệt là nó gắn cái motor là 7,5 HP. 5,5 kW nha, 5,5 kW 7,5 HP. Motor nguyên riêng quý luôn nha, có chấm su à. Motor còn khá là đẹp luôn. Bộ này là còn nguyên riêng nguyên bản luôn nha. Đó, nhớt nè. Rất là đẹp. Hộp điện trong này nha, hộp điện trong này cũng như mới luôn nha anh em. Hộp điện này có thông mơ thời gian, khởi động từ đầy đủ ít. Công tắc CP nha, công tắc. Đó, cái đầu chưa đụng chạm nha, chưa tháo luôn nha. Đó, cái đồng hồ ring luôn nha. Đồng hồ ring áp 200. Đó, cái relay. Relay nha, hai relay, hai relay tự ngắt máy nha, ngắt súng nó tự ngắt máy nha. Đó, đồng hồ ring, tay hồi trên áp nè. Hồi trên áp ring luôn nha. Trên áp rất là lên một cái, nó thiết kế lên một cái khung bánh xe. Đó, rất là gọn luôn nha anh em. Đậy nắp lại luôn nè. Đậy nắp lại rất là gọn luôn. Nắp rất là đẹp luôn nha. Z-Man nha, dòng của Z-Man. Z-Man. Thì bộ giống như vậy thì mình vẫn còn nha. Vẫn còn. Mà không được đẹp như vậy nha anh em. Đó, trong này thì cũng có mấy bộ ý luôn nè. Mấy bộ ý giống như vậy luôn nha. Giống như vậy luôn. Nhưng mà áp thấp hơn, vừa áp vừa nước. Con này là áp cao. Áp 200. Rất là khỏe luôn nha. Này anh em rửa xe không chạm nha anh em. Rửa không chạm, rửa xe tải, xe ô tô không chạm. Máy thì chạy rất là êm luôn nha, rất là êm máy luôn. Motor nè, đầu rửa nè, rất là đẹp luôn nha. Rất ít có còn giống vậy. Cái này là chỗ gác súng nè. Gác súng nha. Bánh xe, bốn bánh xe đẩy đi à. Anh em đẩy đi để lại rất là ok. Đó, mâm sắt còn rất là đã luôn nha. Rồi giờ mình sẽ đi vào chi tiết, mình test máy nha. Test máy cho anh em xem. Đó, máy là đang chạy không tải nè, đang ngắt súng nha. Rồi ngắt súng là máy chạy không tải, tắt máy luôn nha. 2 giây sau là tắt máy, rất là êm luôn. Đó, máy chạy rất là êm luôn nha, không có tiếng động luôn. Áp 108 kg nha, 109 kg nha. Đó, ngắt súng là ngắt máy luôn. Quá êm. Quá đã luôn. Ngắt súng nè, ngắt súng máy chạy như rất là êm, chó thở luôn nha. Đó. Quá đã nè. Máy thùng ok 58 nè, máy thùng Ý nha. Đó, máy thùng ok 58 nè. Máy thùng Ý nè. Máy thùng Ý luôn nha. Trong này có máy thùng Ý luôn nha. Máy thùng Ý chạy cốt âm luôn nè. Chạy áp lên 150, 150 nha. Có thùng OK 58 này nha anh em. Rất là đẹp luôn nha. Thùng OK 58 này, cái đầu nè.
quá đẹp. Như mới luôn nha nè, này motor vệ sinh ra cái đầu này, len can luôn nha, le đầy đủ hết, đầu nó như mới luôn nha nè, quá đẹp. Cái thùng thì nó hơi bị sắt ăn xíu nè, này vệ sinh sơ sơ lại, rửa sơ sơ lại là rất là ngon luôn nha. Quá đẹp. Bên này thì có máy thùng Ý nha anh em, xíu mình quay cụ thể cho anh em xem nha. Máy thùng Ý. Máy thùng Ý này. Máy thùng Ý này còn rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, có đồ thùng máy hát nè. Thùng Ý này nha. Thùng Ý này thì có đầy đủ hết. Rồi le ngắt điện nè. Đó, máy Ý nha. Rồi le ngắt điện. Đó, 5 HP nha, 3,7 kW, điện 3 pha. 3 pha 380 nha anh em. Đó, máy Ý nè. Rất là len keng luôn, giống như con kia mà con này thì áp nó lên 150, 150. Đó, rồi le đầy đủ hết nha, rồi le đầy đủ hết. Hộp khởi động từ nè, ngắt súng là ngắt máy luôn nha. Đó, ngắt súng là ngắt máy luôn. Có được 3 thùng nha anh em, 3 thùng. Máy này thì nó còn nguyên đi như vậy nha anh em. Về anh em về phải dọn lại, nếu anh em để riêng thì để riêng. Còn dọn lại sơ sơ nha. Dọn lại cái này. Này, máy 7 Nhật thì nó có con này con nọ nha. Đó. Rất là đẹp. Có được 4 con nha nè, 4 con. Đó, 4 con. Con này cũng rất là mới luôn nha. Con này cũng rất là đẹp luôn nè. Quá đẹp nha anh em. Con này thì nó bị tay hồi nó gắn vô đây, tay hồi đây. Đó, tay hồi trên áp đầy đủ hết. Tay hồi gắn đầy đủ hết nha. Đó. Quá đã luôn nha anh em. Rồi bên này thì cũng có gì được, mấy bộ máy phun thuốc. Đầu MS 510 thì con này là 34 đến 58 lít nha anh em. Áp 50kg nè. Đầu rất là to, thì da. Thì da rất là to, rất là đẹp luôn nha. Đó, 510 kéo cái bảy cái máy GM 291 290 nha. Máy này cũng rất là giá trị nha anh em. Đó. Máy cũng rất là ngon luôn à. Cuộn dây nè, dây 130m. 130m nha. Con này thì có số tới số lui thì tự cuốn vô nha anh em. Tự cuốn vô nè. Đó. 130m dây. Dây còn rất là đẹp nha. Bên này thì có con CT 35 nha. Đầu tia da nồng đen nha anh em, nồng đen nè, nồng đen rất là ngon luôn. Tia da nồng đen. Cái bữa mới mới xua 1 2 1 8 2. Và có cái bộ máy dầu. Bộ máy dầu có đề nha. Con này có đề nha anh em. Cũng đầu MS 450. Đó. Con này thì tự hành luôn nha anh em, tự hành không biết xài được nó đây. Đó, nó có nút này. Máy đầu rất là đẹp luôn nha. Máy dầu. Có cái đây đưa qua đi lại nè. Nè anh em mua thì mua cái gì thì bán cái đó nha anh em. Mua cái đầu bán cái đầu, mua cái máy dầu bán máy dầu. Mua cái dây bán dây, mua bộ, nguyên bộ luôn, bán luôn nguyên bộ lô luôn nha. Đó, cái này thì nó hơi xấu thì bán, anh em mua khung thì bán khung luôn. Còn mấy cái này thì để lại, mấy này đẹp nè, để lại bán nguyên bộ cho nó có cho anh em dễ xài nha. Đó. Con này thì cũng vậy, con này thì rất là xấu luôn, máy thì rất là cổ luôn. Đó. Đầu thì đầu tia da nồng đen. Đầu tia da nồng đen rất là giá trị luôn nha anh em. Tia da nồng đen nè. Đó, dây thì còn ok nha anh em. Dây nè. Dây 10 ly. 10 ly. Rồi, thì video thì mình quay sơ sơ cho anh em xem nha. Rồi thì bộ máy này thì mình đã test chạy ok rồi. Đó. Anh em nào cần cái nhu cầu máy để xe cao áp thì cứ alo qua số điện thoại của em 033 241 6648 nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi hẹn gặp lại anh em các video khác. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.